Em xin chào anh em nha. Hôm nay em mới về được một con cua chuột của Makita nha anh em. Đó, thì cua chuột này xài lưỡi là lưỡi 305 nha anh em. Đó, giờ em quay vòng máy cho anh em mình em giới thiệu thông số ha. Đây, con này đẹp là 97% luôn nha anh em. Đó, nước sơn là anh em ha. Đây, khá là đẹp luôn. Thì giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Makita mã là LS1211 nha anh em. Điện là điện 100V ha. Công suất là 1430W nha. Dòng tua là 4000 vòng trên phút nha anh em. Thì máy xài lưỡi là từ 290 đến 305 ha. Thì lưỡi bây giờ là lưỡi 305 nha anh em. Đấy. Máy là nghiêng xoay là 45 độ hai bên hết nha anh em. Đây em quay cận cho anh em mình xem luôn nè. Này là nghiêng ha. Giờ này xoay ha anh em ha. Thì mấy cái dấu vạch này là đều là khắc nổi hết nha anh em. Đó 305 ha. Kẹp gỗ rồi đầy đủ cho anh em mình nha. Đó, không có túi bụi thôi nha anh em. Kéo ti cho anh em. Đó, ti rồi là nhẹ nhàng luôn nha anh em. Đó. Thì mấy dòng đời cao nãy giờ thì đều có cái khởi động mềm hết nha anh em. Đó, khởi động mềm khi mình khởi động thì máy nó sẽ tua nó từ từ ha. Đó. Lưỡi này lưỡi 305, lưỡi là lưỡi zin gắn theo máy luôn á anh em. Đó. Không có mẻ gần nào luôn nha. Lưỡi khá là đẹp luôn. Đó, máy ngoại hình máy là khá là đẹp luôn nha anh em. Con này đẹp 90% luôn ha. Bây giờ em test máy cho anh em mình xem luôn ha. Cho anh em mình xem ngoại hình của máy nè. Này là em không có sơn vết gì lại luôn nha, zin nguyên bản nha. Đó, đầu sưng thì về được vài con đẹp nha anh em. Đó. Thì con này em bán với giá là 6,5 triệu nha anh em. 6,5 triệu là đã bao gồm phí vận chuyển ha. Thì mấy cái hàng nặng thì bên em có cọc hết nha anh em. Đó, em bao ship ha. Có cọc thì em bao ship cho anh em mình ra đến nơi thôi ha. Đó, hàng chuẩn như là em giới thiệu luôn nha anh em. Đó. Thì anh em quan tâm đến con cua chuột Makita lưỡi 305 này liên hệ em nha. Cảm ơn em.